xin chào nếu dựa theo định nghĩa của các bạn xã hội của chúng tôi hẳn là phản không tưởng rất kỳ lạ tại sao các bạn lại định nghĩa xã hội của chúng tôi là phản không tưởng cuộc sống tốt đẹp thời gian nghỉ ngơi đầy đủ mặc dù ít nhưng ở mỗi phương diện đều có chút phúc lợi chúng tôi vì theo đuổi tinh thần có thể từ bỏ cuộc sống mặc dù xã hội này có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân chết mấy chục triệu nhưng đây coi như là hiện tượng hao tổn tính bình thường các ngươi bên kia cũng giống như vậy nguyên nhân xã hội virus thậm chí ở một số thời điểm so với chúng ta chết còn nhiều hơn. Chính trị cực đoan, từ tư duy đến góc độ vật chất, người ta gần như điên cuồng với dân chủ và cộng hòa của Mô. Bài, thuần túy, thuần túy, bởi vì có lẽ cho rằng điều này không bình thường. Quyền lợi mặc kệ người làm như thế nào, ở trước mặt công dân điên cuồng nguyện ý dân lên sinh mệnh, hắn cũng chắc chắn xu hướng giống nhau. Bởi vì bất đồng đã bị tư tư đặt hành cùng thuần khiết cục, cho toàn bộ làm thịt Chúng ta hiện tại đã hoàn toàn mục tiêu, nhưng chúng ta hiện tại hẳn là hướng tới nơi nào, tân đại lục có hay không tân dị chủng cho chúng ta giết đây. Bên kia đại lục lại là nhân loại, chúng ta nên giải quyết mâu thuẫn nội bộ như thế nào. Chúng ta sẽ giết nhau bằng vũ khí sinh học, và tôi đề nghị các bạn bắt đầu với chương 20. Nói chút không đứng đắn, 30 tuổi trung niên nam tử vì sao lại xoay người biến thành thiếu nữ, 2000 tuổi là sự thi lão nhân vì sao lại đột nhiên biến thành thiếu nữ đến đây xem cái này, tin tưởng ta, các ngươi nhất định sẽ bởi vì ta não động, cảm thấy thái quá. Chương 1 Sinh ra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 02 Chiến trường thanh lý Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 03 DNA có thể bị ta thay đổi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Bị phóng xạ ô nhiễm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Lẻn vào vốn riêng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Muốn tài liệu điều tra lại bị nữ hài đánh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Sinh thái tai nạn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Bọn hắn sắp hành động. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Bọn hắn sẽ biến mất sao? bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Binh khí sinh vật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.